Người Việt mình bao lộn dở đâu kìa. Trung kìa, Trung thấy gì không? Thoải mái. Ê! Lồng cho anh. Anh trả vào về, anh trả vào về, anh trả vào về. Anh bỏ tay ra, anh bấm lồng đèn. Tuổi con. Tuổi con ngang quan. Này, tao chạy này. Ừ, này. Đây. Đừng, 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 đừng. Mày tuổi gì? Tuổi con ngang con. Ngàn non. Ngàn. Nói chung là Văn Tùng ngoài hiền khô à. Tôi đã hiền rồi, Văn Tùng còn hiền hơn. Ngày xưa Duy tầm khoảng 1m4 rồi, 1m4 rồi, cầm biển lớp nhá. Ăn cái mở bát, xong đứng ra một góc. Nói chung là ông ấy gọi là cầy cuốc. Tôi cũng là một dạng cầy cuốc nhưng mà không phải. Thực ra tôi nói thật với anh em là tôi cũng không... Cái cường độ làm việc của tôi cũng chưa ít hơn Văn Tùng đâu, nhưng mà cái content nó khác nhau á. Kiểu Văn Tùng ông ấy bình luận rank á, có khi một buổi tối bình luận được khoảng 6-7 game luôn anh em ạ. 6-7 game là 6-7 clip của làm nó ra content, cả làm video nó dễ hơn. Còn ví dụ như mình là mình, tôi thật với anh em là phải kiếm được cái trận nào nó xuất sắc thì mới làm được, đúng không? Đúng, hoặc là trận nào mà ngu thì nó phải hài hài một tí thì mới ra video được. Như nào? Nó chưa hồi kéo đâu anh, thoải mái. Hai mấy giây, hai giây. Đấy. Lên. Ngày mưa tháng nào cũng top một đâu nét thì chả bị thao tướng tâm. Nó có dư chấn. Chấn ạ. À. Áp ôn thế nhở. Anh không hồi máu cho em à? Mày bị thiếu đốt rồi, em ngồi đi nữa. Lương gì còn mình tính gì lại khoảng 20 củ tiền anh em đâu nét khoảng 10 củ tiền. Đô khoảng 10 củ tiền nhận job quảng cáo khoảng 5 củ vị chi một tháng phải 45-50 triệu chưa tính làm nét thì phải hiểu tinh anh nhưng mà vẫn nhiều tiền. Cái gì đây? Lại có cả kế toán ở đây luôn à? Không, game này chết chắc rồi, thằng Trung chết chắc rồi, thiêu đốt được có 80 máu, thiêu đốt là... À, hồi máu gì anh em? Bây giờ này, bây giờ là anh trong cái tâm lý... Em mình nhá. Được, đánh được. Trong cái tâm lý của Vinix nó sẽ nghĩ là... Thằng AD hết. Nhưng mà tí nữa đánh nhau mình sẽ có cái heal này. À, chuẩn bị này. Dừng rồi anh. Hưu cho anh cũng không sống được. Tôi lại ngang thế nhở. Khác bọt không? Khác bọt không? Thoải mái cho em. Nó không đủ mana kéo đâu, Chamala. Con Zinix nó kích nhịp độ rồi, không thể nào mà sống được. Nó flash lên, nó nhịp độ làm sao mà chạy được ở mấy ông ơi. Bây anh kia ăn mạ đi đâu. Lồng. Em cứ đánh đi khi anh sống á. Trung ơi. Chúng mắt TV. Chúng mắt TV. Mày cút. Mày thật. Cái trình BK của mày bằng một góc của tao đâu. Blitz ơi. Đừng hài. Đừng có hước với tao. Hay Chung. Thôi về cho em về nhé. Em về đấy. Em đánh với anh một tơn đi. Tao cứ cố một tơn nhiều tiền lắm rồi. Thoải mái. Tơn là anh 6 này. Bỏ đủ con chó bác phí. Tuần này ok. Kéo đi. Chấp dừng luôn. Người Việt chưa ở đâu nhỉ? Chơi! Xả nó vào! Mày tao flash ở đây cho mày cẩn thận luôn này, lại là bắn tao à? Làm gì em biết đâu, chơi đi lại! Bắn đi! Bắn! Nó bảo với Trung rồi, quay lại về đổi cái bao phí. Người Việt mình bao lộn dở đâu kìa. Trung kìa, Trung thấy gì không?
Thoải mái. Ê! Lồng cho anh. Anh trả vào về, anh trả vào về, anh trả vào về. Anh bỏ tay ra, anh bấm lồng đèn. Tuổi con. Tuổi con ngang quan. Này, tao chạy này. Ừ, này. Đây. Mày tuổi gì? Tuổi con ngang con. Hà non. Non. Vai ngẩn cứt cút luôn mà. Ê nhờ. Giờ nó nhục thế chị ơi. Đầu đét mà sao nó nhục thế. Ui trời ơi. Mày chết rồi lại có me me rồi. Anh bỏ tay ra, anh bấm lồng đèn. Kéo tao đi tầng này. Đi lấy đi. Anh đã bắn mày đi, giờ anh đã bắn mày kìa, có nhìn gì không? Hay quá anh gì rồi? Lồng không? Trung! Hai giây! Em trả vờ. Này mày kéo tao mày chết nhá, này. Ra thằng này. Ra đây. Lắp chơi đi. Kéo vào đây. Đây này! Ơ sao thằng Odin nó lên huyết trượng nhỉ? Odin mỏng lắm em ạ. Trông cái mặt nó đã hèn cái gì ạ? Thật sự với Nghi trông mặt nó cực kỳ hèn. Bỏ lại lính em đi, em chỉ cho người ta đánh hay lắm. Đánh đi. Thoải mái xin em đi, lụng cả đôi đấy chưa? Sau này bắn này đếm nhử cái đám hit của nó rồi. 5 giây. Đuổi đi, mày đuổi đi. Đừng có nhử cái kiểu đấy. Mày đuổi đi, này. Đi nhá. Lại Ui! Classic quả. Quả gươm của vô danh này ok đấy chứ đùa đâu. Khỏe luôn đấy chứ. Hơi mỏng thôi. Chính em vì em đã cho anh biết yêu. Em hãy lát thằng này được nhá, gì nhá. Mẹ mình ngang tử bình luôn. Ở đấy là án chữ luôn đấy. Không phải án số đâu. Án chữ với chẳng án số. Oai như khóc. Em kéo tiếp anh kia. Cứ đừng đi thoải mái đi. Gồn vết đấy nhở. Thấy được giao mít vào tôi cứ được ghim. Trông cái chì rẻ thôi chứ. Trông đần lắm. Mà nó bị xì xì rồi. Uầy. Vãi à, cút trật. Hãy đi, có ai dùng được mà. Em chung thật sự với anh em nhé. Em chung ra hôm nay là 25 tuổi rồi. Không. Chỉ sợ ông 25 tuổi bởi vì ông 98 ông tính được. Ông 98 ông tính được gì ra 25 tuổi á. Anh ông quên vào mất này. Xem bao nhiêu nhở. Cũng còn chuẩn bị đấu 3. Con lớn tướng rồi anh. Chỉ có mê. Tay chung. Mày tay nó dài, vãi cả cứt lên chung người, tay nó dài. Cắn đi bạn. Quả đấy cho lách luôn giúp gì vậy? Đủ đã in xem 10.000 đồng.
đánh với em trên nét mặt anh mình giãn ra xem thích thằng người đi chơi. Giãn mà. Tại sao chưa kêu? À nhưng mà thần trùng mất tiền không anh chị? Free à? 75.000 mày chơi không anh vứt nick vào chơi này. Chơi đây. Do phải biết cái án tử ở nhà đi chưa? Sao mà lại đánh kém thế nhỉ? Sao mà lại đánh kém kiểu gì? Đấy, chỉnh lên. Thế một ngày nào kia có xin em lắng nghe. Ở cái sườn nó móc luôn. Anh đi 27 tuổi. Thì em không 25 thì là 27 thì như nhở. Anh nhìn quên cả cái năm sinh của thằng em út này anh Duy ơi. Mất cái thoáng cũng gần 30 rồi đấy. Đầu hai cứ tóc rồi đây này. Thoải mái là Duy đi Hưng ơi. Nợ được thì cứ nợ. Thích lời một người anh của Duy. Cảm thấy nợ được thì cứ nợ nhá. Nhưng mà đừng nợ vì cờ bạc. Nợ để làm ăn thì thoải mái nhá. Nợ để mình gọi là mình mượn vốn để mình làm ăn thì thoải mái. Chết cái rơ với kia. Tại sao mày không bắn nhở? Hết rồi, anh còn cái gì thế nào? Các quả đấy em để sót thằng Udin chạy cho anh ấy. Thằng vừa lít là ôm em như ôm về đi chợ ấy. Tôi có cho em thưởng cũng nào đâu. Ui, chứ con Ali khổ đấy. Mình giải luôn, chúng ta thích cái này khổ đấy. Nào bắt buộc phải thêm như thế nào 100% chúng em chung với. Ủa cái phim thật sự đấy Duy, cái phim mà chỉ cần mình gửi thấy mùi cho nó thấy hay rồi chứ gì biết. Nhờ Big Mao mà xem ở bên app thì xem bao nhiêu ngày nó mới hết. Thoải mái đi. Cứ một ngày giã tầm 4 tiếng cho em là bao hôm là hết rồi.